9 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2019, tại đường sách Nguyễn Văn Bình đã diễn ra buổi ra mắt sách của tác giả Hoàng My mang tên Sài Gòn thương còn hỏng hết. Với những câu chuyện qua đường, tác giả đã kể lại một Sài Gòn hối hả tấp nập nhưng vẫn đậm chất tình thương. Là tác giả của nhiều đầu sách ăn khách như Vì Em Là Đàn Bà xuất bản năm 2011, Chỉ Tình Yêu Là Đủ xuất bản năm 2013, Sao Chủ Nhật Là Thứ Hai xuất bản năm 2013, Đàn Bà A Còng xuất bản năm 2015. Bằng chất văn nhẹ nhàng, không phô trương, lần này tác giả tiếp tục quay lại với một Sài Gòn đời thường hối hả, khiến con người ta trở nên thờ ơ vô tâm, thương còn không hết. Sài Gòn luôn mang lại cái cảm giác tấp nập, chạy đua theo thời gian, nhưng chỉ cần lắng mình lại một giây, bạn sẽ nhận ra trong cái dòng chảy ấy, mọi thứ đều hòa hợp với nhau vô cùng ăn ý. Chúng nhẹ nhàng khắc họa nên một bức tranh sinh động nhưng rất đỗi bình yên. Được chia thành 4 phần chính, người trong thành phố, phố trong mắt ai, bình dị Sài Gòn, mảnh ghép kỷ niệm. Mỗi phần đều được viết lại theo tâm tư của tác giả với con người, nhịp sống nơi đây, về những mảnh ghép về cuộc sống nơi Sài Gòn hoa lệ, có niềm vui, nụ cười mà cũng có cả sự lạnh lùng, nỗi buồn và sự cô đơn. Cuốn sách không hẳn là toàn những câu chuyện đẹp, có cả những cái nỗi day dứt bé bé, nói chung cái gì cũng bé hết. Những cái chuyện mà đôi lúc mình cũng vô tâm hoặc là mình cũng thở một chút với người thân hoặc với người xung quanh chẳng hạn, thì mình cũng nghĩ là mọi người, nếu các bạn có đọc qua thì mình thấy tìm thấy mình trong đó, nhìn thấy cái cảm giác là mình cũng có gì đó hơi sai sai chẳng hạn. Không sinh ra nhưng chính những năm tháng học tập và làm việc tại Sài Gòn, tác giả đã trưởng thành cùng những điều gần gũi, đã và đang thay đổi theo nhịp sống hiện đại. Tham gia buổi ra mắt sách, các bạn đều được trở về Sài Gòn xưa khi lắng nghe những ca khúc của những thập niên 90 trở về trước, cũng sẽ cảm nhận được nhịp sống qua những bức tranh được chụp trong buổi chiều hối hả của Sài Gòn. Ngoài ra còn có hoạt động giao lưu, ký tặng sách cho các độc giả đến với buổi ra mắt sách.